Hello anh em, đã quay trở lại với cả Real Tech. Và như anh em thấy mình đã cầm con gì đây không? Ở đây chúng ta đang có là Quadro RTX 4000. Chắc là anh em đang thắc mắc đấy chứ là tại sao con Quadro RTX 4000 nó đang nằm ở trên tay của mình và nó xuất hiện ở trong video này đúng không? Thực tế là với con Quadro RTX 4000 này á, như các bạn thấy là nó đã được ra mắt rất là lâu rồi. Bởi vì nó đang sử dụng là kiến trúc cũ, nó sử dụng cùng kiến trúc với cả đám RTX 2000 series. Nhưng mà nó vẫn đang được bán ở trên thị trường. Và giá của nó thì vẫn đang rất là cao. Anh em biết giá là bao nhiêu không? 22, 23 triệu gì đấy. Đu. Chắc là anh em đã thắc mắc đấy chứ là không hiểu tại sao nó đắt như vậy. Và trong khi đó là nó chả có gì mới, phần cứng của nó cũng chả có gì đặc biệt đúng không? Thì ok, trong video này chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc đấy nhá. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Và em Quadro RTX 4000, anh em nhìn lại thiết kế của em Quadro RTX 4000 không? Như cá nhân mình thấy nhá, là thiết kế của nó vẫn rất là đẹp anh em ạ. Đó, anh em thấy này, góc cạnh đẹp, không có gì để chê, cạc một slot luôn. Rồi có chăng thì là cái mặt sau này nó không có backplate thì nhìn nó hơi xấu một tí. Nhưng mà không sao, nó là cạc đoạn để làm việc mà, đúng không? Thì như các bạn thấy là con này nó đang có giá vào khoảng 22 đến 23 triệu gì đấy. Nhưng cái spec của nó là tương đương con RTX 2070. Trong khi đó con RTX 2070 anh em biết bây giờ nó giá bao nhiêu không? 10 triệu. Con RTX 2070 bây giờ có giá khoảng tầm 9-10 triệu. Con này giá 2-3 triệu. Mà hiện cái thông số tương đương nhá, cũng là 2300 nhân CUDA, cũng là 8GB RAM. Rồi mình sẽ lấy thêm một số ví dụ nữa. Đây, đây là con RTX 3060 Ti. Anh em nhìn này. Đó, nó đang có giá vào khoảng 13 triệu. Và hiệu năng của nó như nào thì anh em biết rồi đấy. Ở đây mình đang có con RTX 3070. Ở đây, ngược rồi. Đây, con này thì đang có giá là vào khoảng 17 triệu gì đấy. Còn đây là con RTX 3080. Và giá của nó là tương đương khoảng 23-24 triệu, đắt hơn khoảng tầm 1-2 triệu gì đấy. Nhưng mà anh em thấy đấy, anh em thấy là hiệu năng của con này nó chỉ tương đương với là con RTX 2070. Thì anh em thử nghĩ xem, khi so sánh, thậm chí là mình chỉ so sánh với con này giá 13 triệu thôi nhá, là đã nó có rất nhiều thứ không thể nào ăn được rồi. Hiệu năng chơi game, mình có cần phải so đấy luôn không ta? Nó không bao giờ có thể bằng được. Với con RTX 3060 Ti này, hiệu năng chơi game của nó đã tương đương với cả con RTX 2080 Super rồi. Thì con này cửa đâu mà so đúng không? Con này mà so hiệu năng chơi game thì chắc phải chờ ra con RTX 3050 Ti hay là RTX 3060 gì đấy. Chứ so với cả RTX 3060 Ti là thấy không có cửa rồi. Và thậm chí ngoài hiện đang chơi game ra, anh em biết rồi đúng không, Quadro nó đâu phải dành cho chơi game đâu đúng không? Khi mình chuyển qua đấy chính là về video editing, thì con Quadro RTX 4000 nó cũng không có cửa để mà so với cả con cạc đoạn có giá bằng 1/2 RTX 3060 Ti. Rồi khi mình chuyển qua về 3ds Max, mình làm Lumion, mình làm Unreal Engine, thì con RTX 4000, Quadro RTX 4000 cũng không có cửa để mà so với cả con RTX 3060 Ti. Con RTX 3060 Ti nếu các bạn mua về để chơi game, mua về để làm về video editing như kiểu Adobe Premiere, các bạn làm về DaVinci Resolve, hay là các bạn làm về 3ds Max, các bạn làm về Maya, các bạn làm về Unreal Engine, các bạn làm về Lumion á, thì con Quadro RTX 4000 không có cửa để mà so, mặc dù giá của con RTX 3060 Ti nó chỉ bằng 1/2, đúng bằng 1/2. Ô thế tại sao? Tại sao con Quadro RTX 4000 nó vẫn đắt như vậy? Tại sao con Quadro RTX 4000 nó cùi như thế mà nó vẫn có giá là 22 đến 23 triệu? Why? Những người mua Quadro RTX 4000 là những người đấy bị ngu chăng, hay là những người đấy là muốn vứt tiền qua cửa sổ? Thì ok, thực ra với con Quadro RTX 4000 này á, thì cái này thì thường thì những người làm việc cần phải dùng Quadro thì người ta sẽ biết. Còn với những cái nhu cầu thông dụng như là lúc đầu video mình nói, thì các bạn thấy là con Quadro RTX 4000 nó gần như là không có tác dụng. Cái đầu tiên mà các bạn sẽ phải biết với Quadro đấy chính là, cái này mình nói là chung ở Quadro luôn, đấy chính là khả năng xuất hình của nó rất là tốt. Khả năng xuất hình của nó cực kỳ tốt. Anh em để ý này, cổng xuất hình của nó sẽ có ở đây là chúng ta sẽ có 3 cổng DisplayPort và 1 cổng Type-C đúng không?
Thì với 4 cổng xuất hình này các bạn có thể xuất được mấy cái màn hình 5K luôn á. Mấy cái màn hình 5K nhá. Đó, trong cái đó với đám này nó đâu có khả năng xuất hình tốt được đến như vậy đâu. Và tổng độ phân giải của con này hình như mình nhớ không nhầm phải nhân chiều ngang 4 với mười mấy K. Đó, và cái khả năng xuất hình ra những cái pano lớn á của con Quadro RTX 4000 nó cũng tốt hơn rất là nhiều so với cả những con card GeForce như thế này. Đấy là về mấy ở mới về khả năng xuất hình nhá. Và trong khả năng xuất hình thì con Quadro nó cũng tốt hơn so với cả con GeForce rất là nhiều ở đây, đấy chính là 10 bit màu. Có thể khi anh em lướt web, khi anh em xem YouTube, khi anh em lướt Face, khi anh em đăng ảnh sống ảo thứ thì hệ màu nó chỉ là 8 bit thôi. Thì những con GeForce như thế này vẫn đáp ứng rất là tốt. Hay thậm chí là việc anh em chơi game thì hệ màu nó 8 bit nó là quá đã rồi. Nhưng mà với con Quadro, khi anh em là những người quan tâm nhiều về màu sắc, anh em làm Photoshop, anh em làm in ấn, anh em làm Lightroom nhưng mà có yêu cầu cao về màu sắc, anh em làm video kiểu như là video RAW đấy các thứ á, thì việc có 10 bit màu nó là một lợi thế rất là lớn, bởi vì nó hỗ trợ đến 1 tỷ màu. Và khi mà mình sử dụng những cái màn hình như thế này, ví dụ như đây mình đang có một con LG 32 inch 4K 10 bit màu, thì mình phải cắm những con Quadro như thế này thì nó mới hiển thị được một cách sặc sỡ được như vậy. Mình đang chọn ở đây một cái background rất là sặc sỡ để nó hiển thị, đấy chính là 10 bit màu. Và 10 bit màu nó giúp anh em có thể nhìn thấy được 1 tỷ màu, trong khi đó 8 bit màu nó chỉ là 16 triệu màu mà thôi. Quadro nó còn hơn cái gì nữa? Quadro nó còn hơn nhiều thứ lắm anh em. Quadro nó có thể làm được những thứ mà GeForce nó không thể làm được. GeForce nó xử lý những cái nói là công việc thì nó không hẳn là đúng. GeForce nó có thể xử lý những cái file, những cái thuật toán nhẹ rất là nhanh, floating point 16 thì đám GeForce nó xử lý rất là nhanh. Nhưng khi các bạn xử lý cái floating point 32 á, thì Quadro nó xử lý nhanh hơn nhiều. Cái này thì nó hơi chuyên sâu một tí, chắc là ít anh em biết. Nhưng thôi, mình sẽ nói một cách dễ hiểu hơn thì là mình sẽ sử dụng ở đây bằng ứng dụng đi. Đối với những anh em sử dụng về đồ họa kỹ thuật, ví dụ như anh em sử dụng cả Tia, SolidWorks, rồi CAD, rồi CAD, CAE các thứ đó, đó, những cái phần mềm liên quan đến về đồ họa và kỹ thuật, thì nó Quadro nó thể hiện tốt hơn rất là nhiều so với GeForce. Ví dụ nếu mà các bạn dùng những con như này, hay là mình lấy một con ngang giá luôn đi, đấy chính là một con RTX 3080. Đó, mình lấy một con RTX 3080, nó có 10GB RAM, con này có 8 thôi. Con này có khoảng 8000 nhân CUDA, con này chỉ có 2300 nhân CUDA thôi. Nhưng nếu mà anh em dùng con này để chạy như kiểu Symantec, để chạy SolidWorks các thứ á, thì nó giật tung đít luôn. Nó giật tung đít luôn. Nhưng nếu anh em dùng con Quadro RTX 4000 này thì nó chạy mượt luôn. Nói chung là nó rất là mượt. Anh thế nên là Quadro nó có thể làm được những thứ mà GeForce nó không làm được anh em ạ. Rồi có một số công việc đặc thù, ví dụ như là một số anh em sử dụng về SolidWorks Visualize, đó, một số anh em sử dụng về Autodesk VRED, thì những phần mềm liên quan đến kỹ thuật và cũng như liên quan về kiểu như là về thiết kế, nhưng mà về ô tô để xem máy, rồi là kiểu như những cái chi tiết sản phẩm các thứ á, thì họ sẽ cần đến Quadro nhiều hơn, bởi vì Quadro nó hỗ trợ những cái ví dụ như là khử răng cưa này, rồi là xuất màn độ phân giải cao các thứ nó tốt hơn, thành ra là người ta sẽ thường xuyên chọn Quadro hơn là so với chọn cái đám này. Mặc dù cái đám này nó rất khỏe, nhưng mà những công việc người ta cần thì đám này nó lại không khỏe. Đó. Mỗi con nó sẽ hướng đến một đối tượng làm việc khác nhau, mỗi con nó sẽ hướng đến một đối tượng người dùng khác nhau. Thành ra Quadro RTX 4000 mặc dù cái spec nó cùi thật, mặc dù hiệu năng chơi game nó kém thật, hiệu năng video editing nó kém thật, hiệu năng về 3D rồi là làm Lumion, làm Unreal Engine các thứ nó kém thật, nhưng mà nó những công việc về kỹ thuật nó lại làm rất là tốt. Nhưng mà khi mà anh em xài Unreal Engine á, mà anh em lại bước lên một tầm cao khác. Đó, có nghĩa là nếu mà ở mức phổ thông thì đúng là đám này rất là nhanh này. Nhưng mà khi anh em bước lên một tầm cao khác của Unreal Engine á, thì những con ví dụ con Quadro RTX 8000 có 48GB RAM á, thì đấy mới là con mà để anh em lựa chọn, chứ không phải là cái con ở tầm thấp thấp này đâu. Thêm nữa của Quadro đấy chính là các bạn thấy là Quadro thì nó hay có cái cổng này này. Các bạn hay thấy có cái cổng sinh đúng không? Đó, cổng sinh rồi cổng stereo các thứ á.
thì với cái cổng sync này á thì nó sẽ giúp anh em có thể sync được những cái màn hình, những cái thiết bị ngoại vi các thứ với nhau nó được tốt hơn. Hay là thậm chí là anh em có hai cái màn hình, hai bộ PC, anh em có hai cái cạc đồ họa để xuất ra hai cái màn hình khác nhau, nhưng mà hai cái màn hình đấy nó lại rất đồng bộ được với nhau bởi vì nó có khả năng sync. Sync trong tiếng Anh nó là đồng bộ á. Đó, và sau video này các bạn nghe mình xàm về Quattro hay không? Mình nghĩ chắc là anh em đang cảm thấy khá là mông lung. Nhưng mà anh em ạ, Quattro nó hướng đến đối tượng người dùng khác nhau, GeForce nó hướng đến đối tượng người dùng khác nhau, và Quattro nó hoàn toàn có thể hét giá của nó lên được bởi vì người ta bắt buộc phải dùng Quattro. Còn GeForce người ta có thể chọn con này chọn con kia, thành ra nó không hét giá được. Và ý kiến anh em như thế nào thì hãy comment phía dưới nha. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Realtek. Các bạn sẽ lại. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.